bà con những người không ăn được bánh mì, chứ không phải bánh mì là chúng ta thấy nó rất phổ thông, nhưng mà tại sao không ăn được nhờ? Bây giờ ở ngoài đường cũng bán nè, trong phố cũng bán nè, đó nó quá trời chỗ bán, trong hẻm cũng bán, xóm nào cũng bán, lừa phường nào cũng bán, mà sao ăn được? Bởi vì nó có rất nhiều cái tinh bột nha bà con, nó nhiều cái tinh bột cao, là một loại cholesterol xấu, nó làm nguy cơ cho huyết áp, vậy giờ tiểu đường, chứ không phải nó tốt mà ai cũng ăn được đâu nha bà con. Đó nó gì nó làm nguy cơ cho huyết áp nè và tiểu đường, bởi nó cái tinh bột nhiều quá, nó khắc tinh với cái bình đó mà không à, rồi nó còn là làm cho tim mạch, làm cho tim mạch khó thở nữa. Không ăn là cái bị đau dạ dày, là không ăn được bánh mì bị đau dạ dày, người bị tiểu đường tiếp 2, tim mạch, huyết áp, giảm đường huyết, nó làm cho cholesterol cao, mệt mỏi, thần kinh, nó khó hấp thu được dinh dưỡng, hay là táo bón thừa cân, béo phì là không nên ăn nha bà con. Đó là những người không nên ăn. Rồi ăn như trên, mọi người mà không có bệnh như trên á thì ăn được một ngày chỉ một ổ thôi, ăn 5 ngày phải nghỉ 2 người, ăn 5 ngày phải nghỉ 2 ngày. Đó bà con thấy chứ đâu phải gì nó không tốt đâu bà con. Cho nên bánh mì là những người không ăn đó, bà con hãy cố gắng nha bà con. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.